để việc đi lại được an toàn trong mấy ngày Tết. Tại các cửa hàng xe máy, những ngày này luôn đông đúc khách hàng đến kiểm tra, bảo dưỡng xe. Theo ghi nhận, từ ngày 23 Tết đến nay, tại cửa hàng xe máy Hồng Đức, bình quân mỗi ngày tiếp nhận gần 500 khách. Đa số là bảo hành xe và kiểm tra sửa chữa lại các thiết bị cần thiết như kèn, thắng xe, giỏ xe. So với Tết năm trước thì Tết năm nay, số lượng người đến kiểm tra xe tăng khoảng 20%.